Sinh lễ là một hình thức tương quan giữa mình với người đã qua đời. Và khi mình nhớ đến người đó, họ biết mình là ai, rồi mình nhớ đến họ mặc dù không nhớ tên, nhớ tuổi, hay là nhiều khi không có nhớ tên thánh, mình chỉ nhớ ông bà cha mẹ. Bởi vì mình tin rằng đây là những người vẫn sống, họ sống trong một thế giới khác. Cho nên chúng ta vẫn xin họ cầu nguyện cho mình, đó là điều quan trọng. Và tôi cũng nói đến vấn đề xin lễ. Việc xin lễ, nếu nói về lý luận thì chúng ta cũng không biết là nó có cái ảnh hưởng như thế nào, hiệu lực như thế nào. Bởi vì nói về lý luận mình không biết. Điều mà chúng ta biết chắc là mỗi một khi xin lễ thì chưa nói đến ơn ích của những người chết họ lãnh nhận, chưa nói tới chuyện đó để Chúa phán xét. Nguyên việc chúng ta đi xin lễ và cầu nguyện cho những người đã qua đời đã làm thay đổi con người của chúng ta, những người đang sống, và chính những người như chúng ta làm cho tâm hồn mình mở rộng hơn, bác ái hơn, thánh thiện hơn. Vì thế, chưa nói đến việc ơn ích của những người đó nhận như thế nào, tôi không biết, Chúa phán xét, Chúa cho. Điều tôi biết là chính việc làm nhỏ bé của anh chị em đang thay đổi anh chị em. Cho nên, việc xin lễ bà không nhớ đến tên thánh không sao hết, bà nhớ trong đầu, Chúa nhớ thay cho bà. Mà tới tuổi này bà còn nhớ xin lễ là khá lắm rồi, nhớ cầu nguyện cho con một kinh nhá. Xin mời anh ở trên lầu á, xin mời anh ở trên lầu. Dạ thưa cha, con có một câu hỏi như thế này. Như cha đã nói thì khi mà mình nhận phép rửa tội á, thì nó như là một cái dấu ấn đóng chết mình với Chúa, tức là một kỳ tô tự hiểu. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, hoặc là vì một cái tội lỗi nào đó, thì cho con hỏi là có bất cứ ai, một chức sắc nào trong trong giáo hội á, có thể loại bỏ một cái người kỳ tô hiểu đó ra ngoài, hoặc là cho bị treo cái chức kỳ tô hiểu của người đó hay không? Thưa cha, con xin hết. Ok, hay. Chắc chắn là không, nhưng mà để tôi trả lời hai phương diện. Một là về phương diện giáo luật, hai là về phương diện đức tin. Về phương diện giáo luật hay là về phương diện mục vụ, thì mỗi một cái tô hữu thuộc về một giáo xứ. Ở trong đó chúng ta thuộc giáo xứ A, giáo xứ B. Rồi là một cái tô hữu chúng ta ghi danh thế này thế kia. Nói về vấn đề giáo luật ha. Khi chúng ta chết, khi chúng ta cưới hồi hỏi thì chúng ta đem. Cái đó thuộc về vấn đề giáo luật bên ngoài mà thôi. Nói về vấn đề đức tin, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Rồi, bây giờ tới vấn đề rửa tội và là một dấu ấn muôn đời, liệu chừng ai có thể lấy được đi không? Cách đây khoảng 10 năm, ở bên Pháp, ở bên Toulouse, có một cái anh chàng, chắc anh đó quen anh này á. Anh đó anh ra tòa, và anh nộp đơn ở tòa án Toulouse ở Pháp. Anh ta nói rằng giáo hội công giáo có một cái bí tích gọi là bí tích rửa tội, và nó có một cái dấu ấn khi đã rửa tội thì nó nằm muôn đời. Và vì anh ta lúc đó nhỏ, anh ta không muốn rửa tội mà cha mẹ bắt rửa tội. Bây giờ anh ta đề nghị tòa án phán quyết để giáo hội phải làm thế nào gỡ cái dấu ấn đó ra cho anh, bởi vì anh ta không tự làm được. Tôi nghĩ là hai người quen nhau nữa. Đương nhiên tòa án nó cho rằng đây là một cái vụ kiện nó có tính cách diễu cợt. Bởi vì tòa án bắt ta anh phải trưng bằng chứng là anh có cái dấu ấn đó mà không lấy được. Anh đã không trưng bằng chứng được, cuối cùng tòa án đã bỏ. Tôi chỉ muốn nói như thế này. Về phương diện đức tin, sau khi chúng ta đã chịu phép rửa tội, chúng ta thuộc về Đức Giêsu Kitô, và không có bất cứ một ai nói theo lời của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma. Dù chiều cao, chiều sâu, dù cái chết, dù đau khổ, dù ở bất cứ chuyện gì cũng không thể tách anh ra khỏi Đức Giêsu Kitô được. Nhưng mà đó là vấn đề đức tin. Về vấn đề giáo luật thì sao? Thưa, họ làm được. Họ làm được bởi vì khi anh phạm tội mà những tội anh đáng bị vạ tuyệt thông, có nghĩa là anh không còn được hiệp thông với giáo hội, thì giáo hội có thể loại trừ anh ra. Nhưng loại trừ đây không phải là loại trừ anh ra khỏi Đức Kitô, mà loại trừ anh ra khỏi cái sinh hoạt của giáo hội mà thôi. Vì thế, đừng có ghép hai cái với nhau. Một bên với Đức Kitô, anh thuộc về Ngài, muôn đời không ai làm gì được. Một bên đối với giáo hội, nếu anh có những cái xúc phạm mình mẫu thánh Chúa chẳng hạn, tôi nói ví dụ anh đem ra anh rải ngoài đất chẳng hạn, thì đương nhiên tội vạ tuyệt thông anh sẽ không còn được hiệp thông với giáo hội công giáo nữa. Nhưng mà cái đó là nói về mặt giáo luật cũng như về mặt đời mục vụ mà thôi. Rõ chưa? Xin mời anh và áo xanh. Dạ. Con kính thưa cha, con có hai câu hỏi này cha giải đáp.
đáp cho con. Câu thứ nhất với cha, thì công quảng như anh, con thường hay đi lại cầu hộ hay là đi dựng đám tang, người ta có hay nói cái câu con xin Chúa, kêu cầu Chúa đã nhận lời con. Đã câu thứ hai, Chúa sửa đổi con dưới lòng thật thật trong thuồng qua. Sau cái câu con nghe thích là thảm hết cha. Dạ. Chúa làm đạo thật xô của con. Dạ. Vậy thì bây giờ tôi đề nghị anh như thế này, cái câu thứ hai đó anh đừng hát cái bài đó, anh về anh mở giùm tôi cái Thánh Vịnh 41, 43, 41 và 117. Anh sẽ đọc thấy y những cái lời anh mới nói ra đó. Tất cả những cái lời này người ta làm nhạc từ trong Thánh Vịnh. Và những cái Thánh Vịnh này nói lên cái sự đau khổ của con người. Cho nên đây là cái lời than. Rồi như hồi nãy tôi hát cái bài mà con ngoan bước lên bàn thờ Chúa, đó không phải là lời của các tác sĩ tự đặt ra mà người ta lấy từ trong Thánh Vịnh. Đây cũng là một cái lời than vãn của những người ngày xưa khi họ cảm thấy cô đơn, họ cảm thấy như Chúa xua họ, họ dùng những cái từ ngữ và những cái hình ảnh để nói lên cái đau khổ họ đang chịu. Thì ngày nay chúng ta dùng lại những cái Thánh Vịnh đó để đưa vào, chứ không phải là Chúa xô đâu, đỡ Chúa đâu có đứng đó mà xô anh. Rồi, còn cái câu đầu anh hỏi là cái gì? Ông nói là cũng một cái câu thứ hai muốn hỏi cha, cái là cha đấy cha, học hàng ngày này, thì cái câu mà tha lỗi tha nợ, Chúa tha nợ cho chúng con những con tha nợ. À. Đấy, nhưng con hồi đó con có cha cà phó ở dưới là giáo xứ Cộng Lâm, nói là cách 4 năm cha nói nợ đó là mình không thể tha được, lỗi thì tha được. Thì cha có dạy con là tha lỗi không tha nợ, như vậy là có đúng không cha? Tôi thì tôi không biết. Như giống như hôm qua con đi lễ, Đức cha cũng có giảng, có hai hội giáo xứ lỗi cũng không nhận đúng, tôi hiểu. Không có ai được. Đó, thì cha. Tôi chỉ hỏi anh một câu như thế này, có phải là ông cha xứ của anh đang muốn nói về kinh lạy cha không? Dạ, đúng. Ồ, nếu như vậy thì ông cha xứ này cũng nên đi. Tôi nghĩ ông này chắc cũng không có biết tiếng Hy Lạp, và có thể bởi vì không biết tiếng Hy Lạp cho nên ông không biết cái nguyên gốc của cái chữ nợ nó có nghĩa là gì. Thì thôi để đây tôi cắt nghĩa luôn cái chữ nợ đó ở trong kinh lạy cha. Trong cái quan điểm của người Do Thái, và khi mà các thánh sử viết ra, nếu chúng ta dịch đúng chữ thì chúng ta phải dịch là chữ nợ. Nhưng mà trong cái quan niệm của người Do Thái đó, thì cái chữ nợ đây đó là một cái tội. Khi anh nợ là tội. Vì thế cho nên nếu mà dịch sát nghĩa đó, thì mình phải dịch là nợ, tha nợ. Mình tha nợ cho người khác như là Chúa tha nợ cho mình. Chứ còn thật sự trước mặt Chúa mình có nợ cái gì đâu. Trước mặt Chúa mình chỉ còn tội thôi. Trước mặt người khác thì mình nợ. Nhưng mà trong quan niệm của người Do Thái thì nợ đó chính là một cái yếu tố của tội lỗi. Cho nên người ta dùng cái yếu tố để mà tha nợ là vậy. Nên khi học về kinh lạy cha, thì nếu chúng ta biết được cái nguồn gốc của chữ đó thì chúng ta hiểu rằng cái chữ nợ này có nghĩa là tội, chứ không phải là một cái nợ theo lối là mình đi mượn của ai. Bởi vì nếu đi mượn của ai thì anh chị cũng chẳng có mượn gì của Chúa đâu. Anh chị chỉ có Chúa cho thì mình lấy, và bây giờ chỉ có mình đi mượn người khác thôi. Cho nên ở trong cái nguyên bản của nó ý muốn nói là xin cha tha tội cho con. Nhưng mà cái bản viết sao thì Chúa Giêsu dạy sao viết ở trong kinh tiếng Hy Lạp thì mình đọc lại y như vậy. Xin tha nợ như là mình cũng tha cái nợ cho những người khác vậy. Nhưng mà cái ý của người Do Thái khác. Cũng giống như người Việt Nam. Nhiều khi người Việt Nam của chúng ta nói một cái câu mà mình dịch ra nó rất là khó. Nếu trường hợp tôi nói ví dụ Chúa Giêsu đứng đây dạy cho anh chị em mà Ngài họ có một người lên hỏi Ngài: Lạy Chúa, nếu khi nào thì ngày tận thế? Chúa Giêsu trả lời với các môn đệ biết chết liền. Tôi hỏi anh chị em biết chết thì anh chị em dịch ra tiếng Anh sao? Nếu anh chị em dịch ra là knowing I die, họ cười cho mà chết. Anh chị em phải dịch là tôi không biết. Là bởi vì cái người Việt Nam họ diễn tả như vậy. Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu ngày tận thế đến khi nào Ngài nói, trả lời với các môn đệ biết chết liền. Có nghĩa là không biết. Cho nên khi mà học về Kinh Thánh thì nhiều khi mình phải hiểu cái nguyên gốc của cái chữ và cái ý nghĩa như thế nào. Vâng. Một con người trên lầu, anh Nga và Lâm Trang. Dạ, con xin chào cha và mọi người. Con đến từ giáo xứ Cát Thắng Từ Đạo ở Seattle. Wow. Dạ. Con có câu hỏi là trong bài giảng của cha, cha nói là các tín hữu và các tu sĩ nam nữ nên hay là bắt buộc phải đi truyền giáo. Và còn có câu hỏi hơi khó là trên cương vị là giáo sư tín học, cha là giáo sư tín học, một người giảng thuyết rồi truyền giáo nổi tiếng như vậy,
sau cha dùng ít thời gian mình về Việt Nam, mình truyền giáo, cho những cái người mà hôm qua cha nói là bị chế độ độc tài, đồ sọ để trở thành những người thằng hùng rồi thằng điên đó. Ok, cảm ơn anh. Rồi. Bây giờ hai cái thứ nhất là chúng ta có nên đi truyền giáo hay bắt buộc? Thưa bắt buộc. Và câu này không dành cho bất cứ một ai mà gọi là tu sĩ không hả? Câu này dành cho tất cả mọi Kitô hữu, và đây là lệnh của Chúa. Khi Ngài nói với các môn đệ, các con hãy đi khắp nơi. Ngài nói với các môn đệ, các con là muối, các con là ánh sáng. Cho nên là Kitô hữu. Trong gọi là agentes, tôi quên cái chữ tiếng Việt rồi, tôi chỉ nhớ tiếng Latin thôi, là muôn dân đó, agentes. Thì trong cái document, trong cái văn kiện của công đồng Vatican II nói rằng mỗi một Kitô hữu có bổn phận phải đi truyền giáo. Vì thế cho nên trả lời câu thứ nhất, tất cả mọi người là Kitô hữu bắt buộc phải đi truyền giáo. Đó là căn tính của mình. Cái thứ hai, tôi tại sao tôi không về Việt Nam? Thưa, thứ nhất tôi phải xin phép cha bề trên. Thứ hai, tôi về chưa chắc nó đã nghe tôi. Cái thứ ba, ở bên Việt Nam cũng có nhiều thầy lắm, cho nên thôi bên đó cũng không sao. Cho nên thôi thì thứ tư nữa, thật sự tôi cũng có nhiều thời gian. Ở bên này nhiều khi tôi làm việc cũng đã quá sức rồi. Cho nên thôi cầu nguyện cho tôi có sức để tôi làm việc ở bên này chắc cũng đủ rồi. Thưa cha, bây giờ chúng ta đã hết giờ rồi, nhưng mà bây giờ con muốn làm cái kiểu này để tất cả những người mà có câu hỏi đó, cứ nói câu hỏi ngắn gọn lên rồi cho cha nghe. Nếu mà cha thấy một câu nào mà quan trọng đó, cha giải thích rồi sau đó mình kết nhé. Tất cả mọi người xin mời chị nói. Dạ, con muốn hỏi là tại sao một ngày mình chỉ được sẽ nói hết mà rước lễ hai lần thôi ạ? Thưa, bởi vì giáo hội không muốn mình lạm dụng việc rước lễ để lấy ơn Chúa. Mà trước đây có nhiều người hiểu lầm, chạy từ nhà thờ này qua nhà thờ kia, mỗi lần rước lễ được ơn Chúa. Cho nên họ rước nhiều thì được ơn nhiều. Giáo hội hạn chế để tránh sự lạm dụng. Vâng. Okay, anh. Con xin hỏi cha là nếu con là người theo đạo, con là tăng tầng, vậy thì khi cái tội của con với vợ con cùng một lúc xảy ra, vậy thì con gánh hết tội về phần con, vậy thì vợ con có được tha tội không cha? Anh tự gánh không có nghĩa là Chúa cho, bởi vì mỗi một người có cái, nên nhớ Thiên Chúa phán xét nó khác với tòa án ngoài đời. Anh ra ngoài đời anh nói thôi bây giờ để cho tôi gánh tội, để cho vợ tôi về, thì mà ông còn ông thấy dễ thương thì ông cho. Trước mặt Thiên Chúa nó không đơn giản như vậy. Nếu trường hợp vợ anh là một người với ý thức đầy đủ và có bản lĩnh để làm cái công việc sai trái, thì chị đó phải chịu nhận tội trước mặt Thiên Chúa. Vì thế anh không có thể nhận thay được, ngay cả khi anh thương. Nhưng mà cái câu chuyện này để tôi kể một cái thí dụ nhỏ thôi. Cái này là một cái câu chuyện nói về tình thương. Có một người bị xuống hỏa ngục, câu chuyện thôi, và không biết làm thế nào để có thể gặp được mẹ của mình ở trên thiên đàng. Cho nên một ngày kia, người mẹ mới đến nói với Thánh Phêrô, lạy Thánh Phêrô xin cho con xuống hỏa ngục để thăm con của con. Người hỏa ngục không lên được, mà câu hỏi là liệu chừng thiên đàng xuống thăm có được hay không, cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Con đơn giản thôi cha, vậy thì tội con nặng hơn trời. Tôi không biết, bởi vì tôi không có thuộc, tôi không có phán xét được hai người, cho nên có gì để Thiên Chúa phán xét. Còn không, sau nữa nếu muốn khai qua đứng bên góc này kê tội rồi, tôi sẽ nói cho anh biết, anh nặng hơn.